bạn đã đến với kênh của Mr. Zero, bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều những tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của những siêu sao trên sân cỏ thế giới. Nếu bạn là fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh của Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều những video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho channel của chúng mình nhé. Ngoài những pha bóng đẹp, cống hiến hay những siêu phẩm để đời, thì các tình huống hài hước có 102 trên sân cỏ chính là thứ khiến cho nhiều khán giả cảm thấy thú vị và mới lạ khi xem đá bóng. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi đến với những khoảnh khắc tấu hài, những tình huống khó đỡ khiến người xem không thể nhịn cười của những cầu thủ trên khắp thế giới nhé. Tại sân Old Trafford, Eric Bailly được xem là cây hài số 1 với những màn trêu chọc đồng đội và pha trò trong phòng thay đồ. Mới đây, cầu thủ người bờ biển Nga tiếp tục làm người hâm mộ phải bật cười trước hành động của anh với Cavani. Có lẽ sau khi ghi bàn, cựu ngôi sao PSG đã quá phấn khích mà quên đi màn ăn mừng dương cung quen thuộc. Ngay lập tức, Bailly đã tiến tới và nhắc nhở người đồng đội của mình. Cuối cùng, Cavani cũng hiểu ra và thực hiện động tác ăn mừng thương hiệu của mình. Tình huống bỏ lỡ này có lẽ rất phù hợp với câu nói miếng ăn đến miệng còn rơi. Sau khi có pha ngoặt bóng để loại bỏ thủ môn đối phương một cách cực kỳ khéo léo, khung thành trống như đang rộng mở trước mặt tiền đạo mang áo số 9. Thế nhưng cầu thủ này lại có cú trượt chân không thể vô duyên hơn vào đúng thời khắc quyết định, khiến bóng trôi hết đường biên ngang một cách vô cùng đáng tiếc. Ghi bàn trong ngày ra mắt đội 1 luôn là kỷ niệm tuyệt vời với bất kỳ cầu thủ trẻ nào. Nhưng cũng chính vì điều này mà sao mai Louis Barry đã tạo ra một tình huống dở khóc dở cười. Sau khi có bàn thắng vào lưới Liverpool, cầu thủ trẻ của Aston Villa đã tiến tới và đổi áo đấu với người đàn anh Fabinho. Thế nhưng ngay sau đó, chàng trai này đã phải đòi lại chiếc áo của mình. Do đây là trận ra mắt của Barry và anh phải giữ chiếc áo này làm kỷ niệm. Từ khi còn khoác áo Barcelona, Arsenal cho đến Manchester United, Alexis Sanchez luôn được biết đến là một cầu thủ thi đấu cực kỳ nhiệt huyết và năng nổ. Nhưng cũng chính vì lẽ đó mà tiền đạo người Chile đã suýt va chạm với người hâm mộ trên sân.
Sau tình huống nỗ lực cứu bóng ở gần đường biên, Sanchez đã mất thăng bằng và lao thẳng về khu vực của cổ động viên lớn tuổi trên sân. Rất may là cựu ngôi sao MU đã có pha hãm phanh kịp thời để tránh khỏi vụ tai nạn này. Hình ảnh những mẫu giấy được các vị huấn luyện viên truyền vào sân cho các cầu thủ đã trở nên rất phổ biến trong bóng đá. Và trong trận đấu giữa Manchester United và Chelsea tại Premier League, phương pháp này còn mang đến cả sự hài hước đối với những người hâm mộ theo dõi trên sân. Cụ thể, sau khi nhận được tờ giấy từ đồng đội, Matic đã ngay lập tức bị người đồng đội cũ Willian theo sát và liếc mắt để đọc trộm thông tin trong đó. Không biết tiền đạo người Brazil có thu thập được gì không, nhưng cử chỉ của anh thì khiến khán giả không thể không bật cười. Sẽ không quá lời khi nói rằng đây là một trong những cú sút penalty tệ hại nhất trong lịch sử Premier League. Được hưởng một quả penalty ở những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, nhưng Lookman đã tự biến mình trở thành tội đồ của Fulham và sút bên theo phong cách Panenka của cầu thủ này đưa bóng đi vừa nhẹ vừa thấp, không hề có bất kỳ sự nguy hiểm nào. Kết cục, thủ thành Fabianski dễ dàng bắt gọn trái bóng và giữ nguyên tỷ số hòa. Mới đây, giải vô địch quốc gia Nhật Bản J-League đã gây ngạc nhiên khi chứng kiến một chú khỉ mặc quần đùi áo số ra sân giao bóng cho trọng tài. Thông thường, trọng tài chính sẽ nhận bóng từ trọng tài bàn và đặt vào điểm phát bóng ở giữa sân. Thế nhưng lần này, công việc này được giao cho một chú khỉ với những động tác vô cùng thuần thục. Với sự điều khiển của một cô gái, chú khỉ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình khi đứng thẳng hai chân và tự tay đưa bóng đến trọng tài chính. Đây có lẽ là một trong những sự việc hài hước và hy hữu nhất của bóng đá Anh trong vài năm trở lại đây. Cụ thể, khi đang thi đấu trên sân, Eric Dier bên phía Tottenham đã bất thình lình chạy một mạch vào bên trong đường hầm dù không hề bị thay ra. Sau đó, chính huấn luyện viên Jose Mourinho cũng đã phải theo vào trong để tìm kiếm tiền vệ người Anh. Câu chuyện sau đó đã được giải thích do Dier quá mắc đi vệ sinh và đã mất gần một phút để giải quyết xong nhu cầu cá nhân của mình. You keep telling me that it's all okay, but I know.
silence speaks so loud. Trong một trận đấu hiếm hoi tại Europa League mà cổ động viên Arsenal được đến sân, một lần nữa người ta lại thấy một dòng biểu ngữ Bring Back Mesut. Có thể nói người hâm mộ pháo thủ vẫn luôn mong ngóng nhìn thấy những bước chạy và đường chuyền tài hoa của Mesut Ozil dành cho Arsenal. Thế nhưng với những lùm xùm đằng sau sân cỏ, những Gunner gần như sẽ không thể thấy chàng tiền vệ hào hoa này cống hiến cho nửa đỏ thành London thêm một lần nữa. Có lẽ các bạn đã có những giây phút cực kỳ thư giãn và thoải mái khi theo dõi những tình huống hài hước vừa rồi của chúng tôi. Nếu thấy video hay và hữu ích, đừng quên like, share và subscribe cho kênh. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.